chào cô chú anh chị các bạn. Hồi sáng hôm nay là chị em con chuẩn bị đi ra ngoài ăn cả nhà. Chị em con chuẩn bị đi ra ngoài cô chú anh chị. Bánh trước mềm chị Loan ơi. Bánh trước mềm hả chị? Bưng bánh trước đi chị, chứ nó mềm quá chả loạn. Ôi,
chị Hồng Loan với bùm bùm đi giao hàng và đi công chuyện ngay cả nhà. Đó, xin chị. Cô chú anh chị thì nhà shopper không có, thì em Loan cũng đi công công chuyện luôn, mà chị em Loan đi giao hàng luôn cho khách này, cô chú anh chị đó, cô chú anh chị thì bấm bấm của chị em Loan vừa đi ra ngoài nha cả nhà. Cô chú anh chị thì nói chung là cái đấm bên hông đây là cũng đi là 18 rồi cả nhà. Chờ hôm qua rất là đông luôn, cho nên là đường xóa trước nhìn Trầm Loan rất là kẹt xe, cho nên là rất là kẹt xe luôn. Sáng nay thì nó có bình an. Tối nay em cũng lên clip để em nói là không có đâu cô ơi. Chị ở đâu lên lận? Gần đây hả? Ồ, sẵn dịp lên đây chơi tụi em luôn. Chị khán giả kia đến đây đi gặp chị Hồng Loan cái mùng năm ngày thẩm định mà mùng năm không có nghe cô chú anh chị. Không biết cô chú anh chị này lấy từ cái thông tin từ đâu mà kia mùng năm là đi thẩm định cả nhà, mà đặc biệt là không có nghe cô chú anh chị các bạn. Thì hôm nay là cô Bến Ước cũng nghĩ là do hồi sáng là có đâm tang cô chú anh chị, cho nên là cô Bến Ước cũng nghỉ cả nhà. Phía trong là có anh Khoa và chú Chánh cũng tức trực đang đóng mà chuẩn bị để vào thùng xuống xe bưu điện đánh lái cả nhà. Đang quay thằng Triệu Loan kìa, ngồi ở nhà kìa.